Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, gặp thời phất mạnh, đạp trúng hũ vàng, tài lộc bùng nổ, đổi vận đổi đời giàu có nhất dùng. Kính thưa quý tín chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, các anh chị trong bài viết này có thể tìm được một phần bản thân mình đâu đó. Thực ra thì có nhiều anh chị bảo, tháng 10 âm cũng chưa chắc đã tốt, Minh Đường Tử Vi không bảo đúng, cũng không bảo sai, chỉ bảo lại với các anh chị là 8 tháng đầu năm từng được coi là tháng rất tốt cho tuổi Tân Hợi 1971. Nhưng mấy ai tận dụng được năm đó để thay đổi cuộc sống, cho nên tháng tốt không có nghĩa là 100% thành công và tháng xấu hay không tốt lắm không có nghĩa là không làm được gì. Quan trọng là cách bản thân chúng ta ứng đối luồng lách, xử lý các tình huống và nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống. Nếu anh chị thật sự đọc và thật sự ngẫm, thì anh chị sẽ hiểu xu hướng năm sau như thế nào và bản thân mình cần làm những gì. Suy cho cùng, tháng năm tốt mà không được báo trước chỉnh mãn rồi cũng lại hết tháng, còn chẳng bằng tháng không tốt nhưng chuẩn bị trước, ứng đối xuất sắc và thành công. Mong anh chị khi đọc thì thêm chút thời gian để ngẫm, vì nếu chỉ là báo anh chị tháng 10 âm lịch tốt xấu như thế nào, đơn giản thế thì Google cũng có mà thôi, đâu có mất nhiều thời gian của Minh Đường Tử Vi lắm. Sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng tháng 10 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn này, nếu như bản mệnh Tân Hợi biết cách nắm bắt thời cơ và luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp tài lộc phất lên như diều gặp gió, trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp sắm xe sang, làm từ thiện, cứu vớt thiên hạ. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý anh chị luận giải về tử vi của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 10 âm lịch, giúp quý chủ mệnh chẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe của bản thân cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 10 âm năm 2024 tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 mà chưa từng có ai tiết lộ. Và chỉ cần tránh ba hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời siêu giàu. Kính thưa quý cô bác anh chị, đặc biệt là quý mệnh chủ Tân Hợi sinh năm 1971, trong video luận giải tử vi tuần lễ vàng trong tháng 10 âm lịch năm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có gặp phải những khó khăn nào và tuần lễ vàng xuất hiện vào thời điểm nào trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Mong rằng quý cô bác anh chị sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời, giàu có, cuộc đời sang trang quý vị nhé. Tiên tri chấn động, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 gặp thời phất mạnh, đạp trúng hũ vàng, tài lộc bùng nổ, đổi vận đổi đời, giàu có nhất dùng tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Tháng 10 âm lịch năm 2024 có thể mang lại những thử thách không nhỏ đối với người tuổi Tân Hợi 1971, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc và giao tiếp. Bạn có thể cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng với cấp trên hoặc gặp phải những hiểu lầm không đáng có khiến công việc không diễn ra theo ý muốn. Điều này có thể khiến bạn dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng, đặc biệt khi tranh luận hay đối mặt với những tình huống căng thẳng. Tuy nhiên,
Đây cũng chính là bài học quý giá về sự kiềm chế và linh hoạt trong cách xử lý tình huống khi cảm thấy căng thẳng. Việc biết lùi lại một bước để quan sát mọi thứ kỹ hơn có thể giúp bạn tránh được những mâu thuẫn không cần thiết. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra phản ứng. Đôi khi, sự mềm mỏng và nhường nhịn lại là chìa khóa mở ra những cơ hội mới trong công việc. Nếu trong thời gian này, công việc của bạn chưa có nhiều tiến triển như mong muốn, đừng vội nản lòng. Hãy dành thời gian đánh giá lại quá trình làm việc để tìm ra những điểm cần cải thiện. Đôi khi, vấn đề không nằm ở hoàn cảnh mà ở cách bạn tiếp cận nó. Một ý tưởng có thể là đầu tư vào các khóa học chuyên môn, kỹ năng mới để nâng cao năng lực của bản thân. Điều này không chỉ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo cơ hội thăng tiến trong tương lai. Vận trình tình duyên của tuổi Tân Hợi tháng này cũng được đánh giá khá tích cực. Mộc Dục, ngôi sao chủ về đào hoa chiếu rọi, mang đến những niềm vui trong chuyện tình cảm. Nếu bạn đang độc thân, đây có thể là thời điểm bạn gặp gỡ những người đang yêu, quan tâm và săn đón bạn. Dẫu vậy, bạn không cần phải vội vàng trong việc đưa ra quyết định. Tình cảm cần được phát triển một cách tự nhiên và việc dành thêm thời gian để hiểu rõ hơn về đối phương là điều cần thiết. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này với một tâm hồn cởi mở, vui vẻ và đón nhận niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé trong hành trình tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Sự xuất hiện của Thái Tuế hung tinh là lời cảnh báo về những nguy cơ tai nạn bất ngờ, đặc biệt là trong những chuyến đi xa hoặc khi tham gia vào các hoạt động có tính rủi ro cao. Điều này không có nghĩa bạn phải lo lắng quá mức, nhưng hãy cẩn trọng hơn trong mọi hành động, đặc biệt khi xuất hành hoặc di chuyển nhiều. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện và tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn. Tóm lại, tháng 10 âm lịch năm 2024 đối với người tuổi Tân Hợi là thời điểm có cả thách thức lẫn cơ hội. Trong công việc cần kiềm chế cảm xúc và tiếp tục trau dồi kiến thức để đạt được thành công. Về tình cảm, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong hành trình yêu thương. Và cuối cùng, đừng quên bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là trong những tình huống có tính rủi ro cao. Tử vi sự nghiệp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 10 năm 2024. Trong tháng 10 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi 1971 có thể đối diện với những thử thách không nhỏ. Từ hình xuất hiện khiến bạn dễ bị nóng vội, suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại. Nhiều khi bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng thành quả lại không tương xứng, không được đánh giá cao như người khác, dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái tự trách móc bản thân và dễ sinh ra tâm lý chán nản, mệt mỏi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thương quan trong tháng dự báo những rắc rối nơi công sở có thể sẽ làm bạn phiền lòng. Bạn có thể gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc xảy ra tranh cãi với cấp trên. Những lúc như vậy, sự nóng nảy có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và bạn cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy tỉnh táo hơn trong cách xử lý tình huống, lùi lại một bước để nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn. Một lời khuyên quan trọng trong tháng này là không nên quá ôm đồm và nhận hết trách nhiệm về mình. Việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là điều rất đáng trân trọng, nhưng bạn cũng cần biết giới hạn. Đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn để rồi gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình. Hãy khéo léo cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và việc bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày đi làm trở thành gánh nặng, mất dần niềm vui và đam mê, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên suy nghĩ về việc thay đổi. Dành quá nhiều thời ở một nơi làm việc mà bạn cảm thấy không còn sự hứng thú, trong khi tinh thần và sức khỏe bị bào mòn là điều không nên. Hãy tự hỏi bản thân liệu mình có đang lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại giá trị tích cực hay không. Đôi khi, thay đổi chính là chìa khóa để tìm lại niềm vui và hứng khởi trong công việc. Và hãy nhớ rằng, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Tử vi tài lộc tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 10 năm 2024. Trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tài lộc của người tuổi Tân Hợi 1971 cần được xem xét và quản lý cẩn trọng hơn. Tình hình tài chính không phải lúc nào cũng thuận lợi và nếu bạn không chú ý đến việc chi tiêu, rất dễ rơi vào cảnh rỗng túi trong thời gian tới. Điều này nhắc nhở bạn phải luôn giữ cho mình một kế hoạch tài chính hợp lý, đặc biệt là khi các chi phí đột ngột tăng cao hay những khoản chi ngoài dự tính xuất hiện. Tháng này cũng là thời điểm thích hợp để bạn cùng người bạn đời hoặc người thân trong gia đình ngồi lại và thảo luận về chiến lược tài chính trong tương lai.
Một kế hoạch rõ ràng và minh bạch sẽ giúp cả hai phía tránh được những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có liên quan đến tiền bạc. Thực tế, vấn đề tài chính có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều căng thẳng trong mối quan hệ nếu không được giải quyết một cách khôn ngoan và kịp thời. Nếu bạn cố tình lờ đi, tình trạng này có thể leo thang và gây ra những rạn nứt nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn có tham gia các khoản đầu tư, hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến động không mong muốn. Thị trường không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có lúc lên, lúc xuống là điều hoàn toàn tự nhiên. Điều quan trọng là bạn phải đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để đợi chờ thời điểm thích hợp, không cần phải quá lo lắng hay vội vàng rút vốn khi thấy thị trường trầm lắng. Bởi vì thành công trong đầu tư đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn, nếu bạn có đủ sự kiên trì, những khoản đầu tư của bạn sẽ sinh lời trong tương lai, mang lại tài lộc bền vững hơn. Trong giai đoạn này, hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vững vàng, không nên chi tiêu quá tay hay tham gia vào những dự án mạo hiểm. Một bước đi cẩn trọng và khôn ngoan sẽ giúp bạn giữ được sự ổn định trong tài chính, đồng thời tạo tiền đề cho những cơ hội phát triển tài lộc trong tương lai. Tử vi sức khỏe tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 tháng 10 năm 2024. Tháng 10 âm lịch năm 2024, sức khỏe của người tuổi Tân Hợi 1971 có dấu hiệu suy giảm và đây chính là lúc bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân. Các vấn đề sức khỏe có thể xuất phát từ những thói quen hàng ngày, đặc biệt là chế độ ăn uống và sinh hoạt. Hãy dành chút thời gian để xem xét lại thực đơn của mình, bổ sung thêm rau xanh, trái cây tươi và giảm thiểu các thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo. Chất lượng giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Bạn có biết rằng những thói quen trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn có thức dậy với năng lượng tràn đầy hay không? Hãy hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử như lướt TikTok, xem mạng xã hội hay chơi game vào buổi tối. Thay vào đó, hãy thử thực hành một số hoạt động thư giãn như đọc sách, thiền hoặc nghe nhạc nhẹ nhàng để giúp tâm trí bình yên hơn, từ đó dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và phục hồi năng lượng. Ngoài việc chú ý đến chế độ ăn uống và giấc ngủ, việc rèn luyện thể thao cũng rất quan trọng trong tháng này. Hãy tìm cho mình những hoạt động thể dục thể thao mà bạn yêu thích. Từ đi bộ, yoga đến đạp xe, tập thể dục không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Hãy nhớ rằng, chăm sóc sức khỏe không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một hành trình yêu thương bản thân. Bạn xứng đáng có được một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn an yên. Hãy dành thời gian cho mình, lắng nghe cơ thể và làm những điều tốt đẹp cho sức khỏe để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tử vi tình duyên tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 tháng 10 năm 2024. Trong tháng 10 âm lịch năm 2024, vận trình tình duyên của người tuổi Tân Hợi 1971 có nhiều điều thú vị và biến động. Dựa theo nguyệt lệnh mộc dục, có thể thấy rằng tâm lý của bạn đang không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Tính cách có phần dễ bị cuốn theo cái mới, cái lạ, có thể dẫn đến những rắc rối trong tình cảm. Bạn có thể bị lung lay bởi những tin đồn hay lời nói không chính xác, mà quên mất rằng sự thật chỉ có thể được kiểm chứng qua chính sự quan sát và trải nghiệm của bản thân. Ngoài ra, sự hiện diện của thất xích trong cung chính nam nhắc nhở bạn cần phải thật bình tĩnh trong việc xử lý các vấn đề bất ngờ có thể phát sinh trong mối quan hệ. Có thể có những xung đột nhỏ hay sự hiểu lầm xảy ra, nhưng nếu bạn đủ tỉnh táo để lắng nghe và giao tiếp một cách cởi mở, mọi chuyện sẽ dần được giải quyết. Hãy nhớ rằng, trong tình yêu, sự thông cảm và kiên nhẫn luôn là chìa khóa giúp duy trì sự hòa hợp. Thế nhưng, với những người độc thân tuổi Tân Hợi, tháng này mở ra những cơ hội đầy hứa hẹn. Chuyện tình cảm đây là thời điểm lý tưởng để bạn nâng cao mối quan hệ với những người bạn lâu năm. Nếu có ai đó được giới thiệu, đừng ngần ngại mở lòng đón nhận. Một buổi hẹn hò hay những cuộc trò chuyện thân mật sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị, giúp bạn hiểu thêm về đối phương. Biết đâu, trong quá trình tìm hiểu, bạn lại phát hiện ra những điểm tương đồng và sự kết nối đặc biệt với người ấy. Hãy mở lòng và cho bản thân cơ hội để khám phá những tình cảm mới mẻ. Tình yêu không chỉ đến từ sự cuốn hút bề ngoài, mà còn từ những giá trị tinh thần và sự chia sẻ mà cả hai cùng hướng đến. Vì vậy, hãy đón nhận những điều tốt đẹp mà tháng này mang lại và để nó dẫn dắt bạn đến một hành trình đầy hứa hẹn trong tình yêu. Cẩm nang dượng vận tháng 10 năm 2024 cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Khẩu quyết:
đừng ngại thừa nhận những khuyết điểm của bản thân. Quý nhân, Tuất, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Sửu. Màu sắc may mắn, đỏ, đen. Tiếp nối chương trình là tử vi tuổi Tân Hợi tháng 10 âm lịch, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Tân Hợi với tuổi Tý. Mối quan hệ hợp tác giữa hai tuổi này có thể mang lại nhiều tiềm năng, dù đôi khi người tuổi Tý không hài lòng với cách làm việc của người tuổi Hợi. Nhưng nhờ vào sự may mắn và vận khí dồi dào của tuổi Hợi, người tuổi Tý sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sự tương tác giữa hai bên có thể tạo ra những cơ hội tài chính hứa hẹn, khiến cả hai cảm thấy có động lực hơn trong công việc. Tân Hợi với tuổi Sửu. Sự kết hợp giữa hai tuổi này là rất lý tưởng. Người tuổi Sửu thường có thái độ làm việc nghiêm túc và đáng tin cậy. Điều này khiến người tuổi Hợi cảm thấy hài lòng. Hợp tác giữa hai bên có thể đạt được những thành công vượt bậc, tạo ra môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Tân Hợi với tuổi Dần. Hợp tác giữa tuổi Hợi và Dần nên được xem xét kỹ lưỡng, bởi người tuổi Dần thường cảm thấy áp lực khi làm việc cùng tuổi Hợi. Sự nhẫn nại của người tuổi Hợi có giới hạn, vì vậy chỉ nên duy trì mối quan hệ này trong thời gian ngắn để tránh gây căng thẳng và mệt mỏi. Tân Hợi với tuổi Mão. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và Mão sẽ rất thuận lợi. Người tuổi Mão khôn khéo trong công việc, trong khi tuổi Hợi lại thường xuyên tìm ra cơ hội kiếm tiền. Sự phối hợp này sẽ tạo nên sức mạnh, giúp cả hai cùng nhau gặt hái thành công. Tân Hợi với tuổi Thìn. Sự hợp tác giữa Tân Hợi và Thìn có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu cả hai bên đều nỗ lực. Tuy nhiên, người tuổi Thìn có thể cảm thấy áp lực và cần vận dụng tối đa khả năng của mình để đạt được thành công. Đây là một cơ hội để cả hai cùng phát triển, nhưng cũng đòi hỏi sự cống hiến không nhỏ từ cả hai phía. Tân Hợi với tuổi Tỵ. Cần cẩn trọng khi hợp tác với người tuổi Tỵ. Mặc dù người tuổi Tỵ có thể có những chiến lược thông minh, nhưng đôi khi họ cũng có những mưu kế có thể làm tổn hại chính mình. Sự khôn ngoan và cẩn trọng của tuổi Hợi sẽ giúp bảo vệ mình trước những tình huống bất lợi. Tân Hợi với tuổi Ngọ. Sự kết hợp giữa tuổi Tân Hợi và Ngọ không phải là một lựa chọn lý tưởng. Hai bên có cách suy nghĩ, phương thức làm việc và lý tưởng hoàn toàn khác biệt. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn và khó khăn trong việc hợp tác. Nếu không thể tìm ra điểm chung, tốt nhất bạn nên tránh xa mối quan hệ này để không rơi vào tình trạng căng thẳng. Tân Hợi với tuổi Mùi. Hợp tác giữa tuổi Hợi và Mùi sẽ mang lại nhiều lợi ích và thành công cho cả hai bên. Người tuổi Mùi thường nhạy cảm và hiểu biết, trong khi tuổi Hợi lại có tư duy sáng tạo. Sự kết hợp này có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo và mang lại kết quả khả quan. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển mối quan hệ và khai thác tối đa tiềm năng của nhau. Tân Hợi với tuổi Thân. Đây không phải là một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Người tuổi Thân thường khá ranh ma và có thể tìm cách chiếm giữ phần lớn lợi ích từ sự hợp tác này. Người tuổi Hợi nên thận trọng và tránh xa các giao dịch có thể gây thiệt hại cho bản thân. Nếu có thể, hãy giữ khoảng cách để bảo vệ lợi ích của mình. Tân Hợi với tuổi Dậu. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và Dậu không mang lại nhiều kết quả tích cực. Hợp tác chỉ nên dừng lại ở mức quan hệ xã giao, không nên đi sâu vào các dự án lớn. Sự khác biệt trong cách tiếp cận công việc có thể khiến cả hai bên cảm thấy không thoải mái. Hãy giữ sự nhẹ nhàng trong mối quan hệ này và tránh những cam kết lâu dài. Tân Hợi với tuổi Tuất. Có thể hợp tác, nhưng người tuổi Tuất cần thận trọng trong việc quản lý tài chính và sổ sách. Hãy cẩn thận trong từng bước đi, vì nếu không, có thể khiến người tuổi Hợi cảm thấy bất mãn. Sự cẩn trọng và minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin và sự thoải mái trong mối quan hệ này. Tân Hợi với tuổi Hợi. Hợp tác giữa hai người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Cả hai đều là những người có tài năng và sáng tạo. Vì vậy, khi kết hợp sức mạnh của nhau, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Hãy cùng nhau tận dụng lợi thế này để phát triển và thực hiện những dự án đầy hứa hẹn. Và trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết tiếp theo, chúng ta hãy điểm nhanh qua đặc điểm tính cách và phẩm chất làm nên một Tân Hợi mạnh mẽ, kiên cường và tài giỏi trước gió dông. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 biểu trưng cho sự tự do, lạc quan và tận hưởng cuộc sống. Người tuổi Tân Hợi thường có tính cách tự do và phóng khoáng, giống như chú lợn trong rừng. Tận hưởng cuộc sống hoang dã mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Họ thích khám phá những điều mới mẻ, không ngại thử thách và luôn sống với tâm hồn thoải mái. Người tuổi Tân Hợi có cái nhìn lạc quan về cuộc sống,
Họ luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị hàng ngày, từ việc thưởng thức bữa ăn ngon cho đến việc dành thời gian bên gia đình và bạn bè. Tinh thần lạc quan này giúp họ vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Người tuổi Tân Hợi biết cách tận hưởng và trân trọng những gì mình có. Họ không quá tham vọng hay đòi hỏi, mà thay vào đó, họ biết cách sống hài lòng với hiện tại. Sự biết ơn và hài lòng này giúp họ luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Một số điều cần tránh và cách hóa giải cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tránh sự thiếu kiên nhẫn. Vấn đề, người tuổi Tân Hợi có bản tính phóng khoáng và dễ thích nghi, nhưng đôi khi điều này dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn trong công việc và cuộc sống. Sự nóng vội có thể khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm hoặc bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Cách hóa giải. Để khắc phục tình trạng này, hãy tập trung vào việc xây dựng tính kiên nhẫn bằng cách chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể và lập kế hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn. Thực hành thiền định hoặc yoga cũng có thể giúp bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung hơn vào những gì mình đang làm. Tránh sự dễ dàng bị lôi kéo. Vấn đề, bản tính dễ dãi và lạc quan của người tuổi Tân Hợi có thể khiến bạn dễ bị lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh hoặc mối quan hệ không tích cực. Những lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn. Cách hóa giải. Để hóa giải điều này, hãy giữ vững nguyên tắc và giá trị của bản thân, luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho các mối quan hệ và hoạt động mà bạn tham gia. Hãy chọn lọc kỹ càng những người bạn, kết bạn với những người có tư tưởng tích cực và tìm kiếm các hoạt động bổ ích, lành mạnh để tham gia. Tránh thiếu quyết đoán. Vấn đề, khi đối mặt với các quyết định quan trọng, người tuổi Tân Hợi có thể cảm thấy do dự và thiếu tự tin. Điều này dẫn đến việc bỏ lỡ những cơ hội hoặc trì hoãn trong công việc. Cách hóa giải. Để cải thiện khả năng quyết định, hãy thực hành rèn luyện kỹ năng này thông qua các bài tập giải quyết vấn đề, tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân. Cân nhắc ưu và nhược điểm của từng lựa chọn trước khi quyết định. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và nhớ rằng, việc học hỏi từ những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong tương lai. Khi đối diện với những thử thách trong tháng 10 âm lịch, việc nhận biết những điều cần tránh sẽ giúp tuổi Tân Hợi có cái nhìn rõ ràng hơn về bản thân và môi trường xung quanh. Bằng cách áp dụng những phương pháp hóa giải này, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để phát triển và tận dụng tối đa tiềm năng của mình, từ đó xây dựng một cuộc sống hài hòa và viên mãn hơn. Hãy luôn nhớ rằng sự kiên trì, lựa chọn khôn ngoan và khả năng quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Người tuổi Tân Hợi với tính cách tự do, lạc quan và biết tận hưởng cuộc sống sẽ có một cuộc đời phong phú và đầy màu sắc. Họ luôn biết cách tìm kiếm niềm vui trong mọi hoàn cảnh và truyền cảm hứng tích cực cho những người xung quanh. Dù gặp phải những thách thức do tính thiếu kiên nhẫn hay dễ bị lôi kéo, nhưng với tinh thần lạc quan và khả năng tận hưởng cuộc sống, họ sẽ vượt qua và tiếp tục tiến bước. Với những phẩm chất đáng quý, người tuổi Tân Hợi sẽ luôn là người bạn đáng tin cậy, người đồng nghiệp vui vẻ và người thân yêu đầy tình cảm. Hãy trân trọng những giá trị mà họ mang lại và cùng họ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý trong từng tuần cùng với cẩm nang dượng dận trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Điều này sẽ giúp cho quý cô bác anh chị biết được thời điểm nào trong tháng 10 âm thì xuất hiện tuần lễ vàng. Tử vi tuần 1 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Tân Hợi sinh 1971. Sự nghiệp của bản mệnh trong tuần mới sẽ có nhiều khởi sắc bất ngờ. Tân Hợi sẽ giải quyết mọi việc một cách trôi chảy mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Những thuận lợi đến với tuổi Tân Hợi trong tuần này đều nhờ có tam hợp chống lưng. Thêm nguyệt lệnh lâm mộc dục mang tới những mối nhân duyên tốt lành, hứa hẹn bản mệnh sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp đến từ ngoại lực. Tuần này dẫn quý nhân dượng, tuổi Tân Hợi làm gì cũng có người hậu thuẫn, ủng hộ, sát cánh cùng nên mọi việc tiến triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nếu biết tận dụng sức mạnh tập thể, kiểm soát cái tôi cá nhân, thì bạn sẽ được lợi nhiều hơn và còn tiến xa hơn nữa. Tuần này cũng thích hợp cho việc ký hợp đồng và thực hiện kế hoạch kinh doanh lớn. Với những người đang ấp ủ dự định khởi nghiệp hay muốn triển khai một dự án mới, Tân Hợi sẽ có cơ hội gặp những người cùng chí hướng và có thể triển khai theo kế hoạch ngay lập tức. Nếu quá trình suôn sẻ, bạn sẽ nhanh chóng nhận được món lời kha khá từ dự định lần này. Trong quá trình làm việc, bản mệnh có sự hứng khởi, say mê nên giải quyết công việc có đầu có cuối, hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.
Đương nhiên vận khí may mắn cũng chỉ đóng vai trò thứ yếu, cái chính là bản mệnh phải không ngừng nỗ lực, kiên trì và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình thì mới có thể duy trì được may mắn lâu dài. Cũng cần lưu ý rằng, tuy mộc dục giúp nhân duyên thêm vượng, nhưng mặt trái của nó là có thể khiến cảm xúc khó được kiểm soát, đôi khi bản mệnh hành xử quá khích, thiếu tiết chế, có thể vô tình gây khó chịu cho người xung quanh. Đặc biệt, Tân Hợi cũng nên tránh hành động theo cảm tính kẻo thất bại nửa chừng. Tình hình học tập cũng rất khả quan, đạt thành tích tốt nhưng vẫn cần tập trung chú ý hơn nữa. Bản mệnh vốn có tư chất thông minh, lanh lợi, học một hiểu mười, nhưng lại bản tính ham chơi nên vẫn cần rèn luyện tính tự giác. Một khi người tuổi Tân Hợi xác định được phương hướng phấn đấu rõ ràng, mọi thứ trở nên đơn giản. Khẩu quyết: sự nghiệp nhiều khởi sắc bất ngờ, giải quyết mọi việc một cách trôi chảy. Quý nhân: Thìn, Mão. Tiểu nhân: Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Con số may mắn: 38, 19, 06. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 10 âm lịch cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 như sau. Bước sang tuần mới, bản mệnh được quý nhân bán hợp che chở, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt, trục trặc, khó khăn trong công việc sớm được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tuần lạc quan, tuổi Tân Hợi mua may bán đắt, thu về không ít lợi nhuận, dịp này có thể để tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn sự bứt phá bất ngờ. Vận đào hoa khởi sắc, có lợi cho người độc thân tìm kiếm đối tượng ưng ý, xuất hiện trường hợp người cũ đã chia tay bỗng ngỏ ý muốn trùng phùng, nếu vẫn còn tình cảm, bạn cũng có thể cân nhắc lại. Khẩu quyết: làm gì cũng có người hậu thuẫn, ủng hộ, mọi việc tiến triển nhanh hơn. Quý nhân: Dần, Mùi. Tiểu nhân: Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, hồng đậm. Con số may mắn: 90, 88, 61, 53. Tử vi tuần 3 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Tân Hợi sinh 1971. Các khí tăng mạnh cũng giúp tài vận trên đà khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Đầu tư kinh doanh đều thu về kết quả khả quan, nhờ đó Tân Hợi có thể chi tiêu rủng rỉnh, xua tan áp lực tiền bạc. Nhờ quý nhân tam hợp soi đường chỉ lối, con đường kiếm tiền, làm giàu của bản mệnh bớt đi nhiều trở lực, dù có vấp váp, khó khăn cũng sẽ có người tới ứng cứu, không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều. Hơn thế, tuần này nguyệt lệnh lâm mộc dục mang tới những mối quan hệ hợp tác hài hòa, xã giao hữu hảo, bình thường, nhân duyên của con giáp này đã tốt, rất hay giúp đỡ người khác. Nay có thêm may mắn đồng hành, nên được người giúp lại, đó là điều xứng đáng. Nhờ đó tuổi Tân Hợi đi đâu làm gì cũng gặp người tốt và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình. Tuần này, tuổi Tân Hợi có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm, nhưng vẫn cần trong giới hạn cho phép của bản thân và tình hình tài chính hiện tại. Người làm kinh doanh thì có một tuần buôn may bán đắt, hàng hóa lưu thông đều đặn và trôi chảy. Vì thế, tuổi Tân Hợi hãy tự tin để mưu sự lớn, cầu đại tài, quan trọng là có dám thử thách bản thân hay không mà thôi. Người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Việc bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực là nền tảng chắc chắn để mạnh dạn đưa ra đề xuất tăng lương với cấp trên, khả năng được chấp thuận rất cao. Khi đứng trước các quyết định lớn khiến bạn đắn đo, bản mệnh cần giữ vững tâm lý, bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc, nếu muốn tham khảo ý kiến của người khác. Tân Hợi cũng cần có sự chọn lọc và đánh giá, việc của mình do chính bản thân quyết định, có thể lắng nghe nhưng hãy chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Khẩu quyết: tài vận trên đà khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Quý nhân: Tuất, Mùi. Tiểu nhân: Sửu, Mão. Màu sắc may mắn: nâu, đỏ mận. Con số may mắn: 55, 40, 93, 21. Sau cùng là tử vi tuần 4 của tháng 10 âm lịch cho tuổi Tân Hợi sinh 1971. Thiên đức hỗ trợ, người tuổi Tân Hợi có khởi sắc rõ rệt từ giữa tuần trở đi, đầu tuần không có biến động nào lớn, con giáp này tìm được cơ hội để phát triển bản thân, trở nên nổi bật hơn so với đối thủ hay những đồng nghiệp có năng lực tương đương. Đây là tín hiệu tích cực cho kế hoạch thăng tiến mà bạn đã đặt ra cho chính mình. Với những biểu hiện xuất sắc, con giáp này nhận được sự ủng hộ hết mình từ người thân, đồng nghiệp hay cấp trên nên phát huy được hết khả năng của mình,
khoảng cách chạm tới mục tiêu đã đề ra của bản mệnh không còn quá xa. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nhắc nhở bản thân phải luôn khiêm tốn để không gây thù chuốc oán. Việc làm ăn buôn bán trong tuần này cũng khá thuận lợi, kinh doanh gặp thời nên hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít, doanh thu tăng đều đặn. Các hợp đồng được ký kết đúng theo đúng kế hoạch một cách suôn sẻ, Tân Hợi có thể ăn mừng khi mọi việc đang phát triển rất tốt. Nhìn chung, tuần này của tuổi Tân Hợi khá là may mắn khi bạn còn đón vận trình tình duyên nở rộ, người độc thân được không ít người theo đuổi. Cho nên cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá cao, nhờ có cát khí, thậm chí đôi bên còn nguyện cùng nắm tay nhau đi tới cuối con đường hạnh phúc. Khẩu quyết, chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu tích cực, đào hoa lành tìm đến. Quý nhân, Thân, Dần. Tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, đam, xanh lục. Con số may mắn, 84, 92, 17, 63. Phần cuối cùng của luận giải, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới những lời khuyên quý giá để bản mệnh Tân Hợi tận dụng triển vọng tốt nhất trong tháng 10 âm lịch, năm cách giải trừ tai ương. Sống một đời an lạc của người xưa, người càng có dục vọng mãnh liệt thì càng không có chỗ đứng, người có tấm lòng rộng rãi thì sẽ không oán giận. Thích thứ gì cũng đừng nên thái quá, cưỡng cầu thứ gì đó quá nhiều sẽ chiêu mời tai họa. Dấu tài năng, tai ương chính là hiện tượng cố hữu ở trong đời người. Biểu lộ tài năng chính là nguyên nhân tăng thêm tai ách. Thế nên muốn giảm tai ách thì tài học không nên dễ dàng hiển lộ. Người nhân đức thì sẽ không mưu cầu hư danh. Tài đức mới là điều đáng trân quý nhất. Kẻ minh trí sẽ không tham luyến quyền vị. Minh trí thực sự chính là hiểu cách buông bỏ. Ẩn trí tuệ, biết sử dụng một cách linh hoạt chính là điều có lợi. Đùa cợt với mưu trí lại chính là có hại. Thế nên biết âm thầm sử dụng mưu trí thì mới hữu hiệu. Công khai đùa cợt mưu trí thì hoàn toàn là vô dụng. Người ở trên đều hy vọng người ở dưới trung thành. Năng lực tài hoa vẫn chỉ là thứ yếu. Những kẻ ngốc nghếch khoe khoang mưu trí, không biết đó là hành vi xuẩn ngốc. Phải tình bản thân, người biết mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử. Người nhìn thấu thế sự sẽ không mưu cầu xa hoa. Con người khác biệt, vận mệnh của mỗi người cũng khác nhau. Mưu trí thường sẽ không thể theo kịp sự biến đổi thể hình. Lòng người dễ dàng thay đổi, không suy nghĩ thấu đáo sẽ không thể xét đoán. Biết kiềm chế dục vọng, người càng có dục vọng mãnh liệt thì càng không có chỗ đứng. Người có tấm lòng rộng rãi thì sẽ không oán giận. Thích thứ gì cũng đừng nên thái quá, cưỡng cầu thứ gì đó quá nhiều sẽ chiêu mời tai họa. Yêu cầu ức chế dục vọng có ích cho việc tu đức. Cần nhớ kỹ phải khuyên răng, quản thúc. Người ngộ được đạo lý này sẽ thuận lợi hanh thông. Những tai ách sẽ rất khó mê hoặc lòng người. Khắc chế tình cảm, bảo vệ tình thân vô lý thì sẽ bộc lộ tư tâm. Phóng túng tình bạn sẽ trở nên không minh trí. Lạm dụng sự đồng tình sẽ trở thành kẻ ấu trí, không hề có chút bổn ý nào trung hậu cả. Muốn được ân sủng không thể chỉ dựa vào dung nhan, tư cách thừa hưởng tôn quý, vinh hoa có thể nhìn ra nhân phẩm. Tình nghĩa không thể dựa vào cám dỗ trung tính có thể duy trì sự hài hòa. Cảm ơn quý vị cô bác và anh chị đã quan tâm theo dõi. Minh Đường Tử Vi chúc quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh biết chủ động và nắm bắt được thời cơ của mình, phòng tránh được những tai ương và bất trắc của quý vị để có một tháng 10 tấn tài tấn lộc, tiền bạc dồi dào. Còn bây giờ xin chào, nếu hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.